Trong đêm tranh tài tiếp theo, chủ nhà của đấu trường ngôi sao sẽ là đội trưởng ca sĩ Quốc Đài. Một nghệ sĩ luôn có những bản thu âm và màn trình diễn đột phá, mang lại sắc thái mới lạ cho những ca khúc bất hủ. Tinh thần đó sẽ được thể hiện qua các màn trình diễn mà các đội mang đến trong chủ đề Giấc Mơ Yêu. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Có bay, có nghe lời ru ý ơi à ơi. À hà hà, à hay núi cao. À hà hà. Đón xem đấu trường ngôi sao vòng tranh tài thứ ba với chủ đề Giấc Mơ Yêu vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 22 tháng 5 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 23 tháng 5 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 2.